Đức Tiến xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn, xin chào quý mạnh thường quân. Hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2020, được biết ở xã Triều Xuân có một hoàn cảnh rất là khó khăn. Có một gia đình 6 người mà hết 5 người bị bệnh tâm thần rồi, bệnh bẩm sinh từ nhỏ luôn. Chỉ có một người cô thứ 5 là còn mạnh khỏe và hy sinh cả hạnh phúc của mình để ở nhà nuôi cho các anh chị. Thì hôm nay mình đến đây để tìm hiểu hoàn cảnh và coi có giúp đỡ được gì không, rồi mình sẽ đăng lên YouTube và Facebook và nhờ mọi người cùng giúp đỡ nhé. Xin mọi người cùng theo dõi. Và bây giờ mình sẽ đi vào nhà. Bây giờ mình và anh Phương cùng bạn Tính vô tìm hiểu gia đình, đến nhà của những người bị bệnh. Hỏi chủ nhà đâu à? Đây con chào gì? Nghe nói đây là căn nhà tình thương quý vị. Mấy con thì nằm ở bên cái bên công tác thiện nguyện. Kênh của chào mấy cô. Con thì gần có là thăm dạ, công tác mời. Chào quý chú. Cho con hỏi thăm kiếm chị nha. Mời chú vô ngồi về ghế rồi. Dạ dạ dạ. Coi như đại diện là dạ, chủ dạ. Nhà chủ nhà của gia đình này. Dạ. Dạ. Có nghĩa là nhà đông anh em. Dạ. Tổng cộng mấy người cô ha? Dạ, tất cả là 6 người. 6 người, cô thứ mấy cô ha? Tôi thứ 5. Cô thứ 5. Dạ, thứ 5 trong gia đình. Ở đây là anh em ruột với nhau hay sao cô? Anh em ruột không? Dạ, anh em mấy ruột. Cô chú này là bị bệnh hết rồi cô. Bệnh hết trơn rồi chú ơi. Dạ. 5 người là như vậy hết trơn. Bệnh sao vậy cô? Đến cái tâm thần chứ mình cũng có biết là tâm sao thần. Từ nhỏ lớn là vậy rồi từ mình mới lớn, biết là vậy. Bẩm sinh hả cô? Dạ, bẩm sinh. Rồi mấy người đó có biết gì không cô? Biết chút gì không? Giờ là cũng không biết gì hết trơn nha mấy chú ơi, giờ cũng như là đi đứng thì được vậy thôi chứ còn như mấy chú lại hỏi tên ha, hỏi gì cũng không biết đường nào trả lời hết trơn á. Rồi giờ thì cũng như có hai người thì còn đi tới đi lui đồ mạnh giỏi. Dạ. Còn hai người giờ bị bệnh, một bà thì bị tiểu đường rồi giờ nó qua tai biến đi phải dìu dắt đó, với còn ông này bây giờ thì ông quá tệ, có nghĩa là bây giờ ngồi ngồi đi cầu như mình là ngồi không được, đứng đứng không không vậy thôi chứ còn ngồi không được. Dạ. Vậy cho nên là giờ nó khổ khổ ở chỗ vậy. Là chú này bị sao mà vậy cô? À, nay 64 tuổi rồi. Dạ, cũng cao. Cô là thứ mấy trong gia đình? Thứ năm trong gia đình. Thứ năm. Dạ. Cái trong gia đình này là người lớn nhất là ai cô? Dạ. Là đó ông anh hai ngồi bên đó. À, chú kia dạ. Hỏi. À, khi nãy cô nói chú này bệnh sâu. À, bây giờ đó là tôi cũng bệnh tâm thần vậy nhưng bây giờ đó là ngồi như mình ngồi cũng được, đi cầu được là tao còn là toàn là đứng chẳng khu vậy không chứ ngồi xuống ngồi cũng được. Ủa sao bệnh sao ngủ vậy? Bởi vậy không biết luôn, từ mà nay lâu lắm mà nay là cũng những 10 năm nay là vậy đó. Chú thứ mấy chú? Chú ơi. Chú hỏi kịp trả lời. Chú ơi chú. Ủa chú không không có biết hả cô? Không có biết gì hết. Dạ. Dạ. Ủa nặng vậy luôn hả? Nặng. Kêu thành viên giùm con những người trong gia đình thứ hai thứ ba rồi dạy cho cô đó. Dạ. Con nắm con để cho bà con trên mạng lên thiện. Anh thứ hai thì ngồi bên giường đó, áo xanh đó. Còn anh thứ ba đây. Dạ thứ ba đây. Rồi bà chị đó là thứ tư. Dạ. Rồi tôi thứ năm. Dạ. Rồi, thằng em con chào chú. Sáu. Chú bao nhiêu tuổi chú biết không chú? Đây là Út ha. Dạ. Biết không? Dạ. Chú. Trả lời đi. Trả lời đi. Chú không biết rồi. Có ruộng đất không cô? Ngại dạ, không, không không có ruộng chú ơi, giờ chỉ còn có cái vuông nền nhà vậy nè. À. Còn nó nhiêu đó. Rồi hiện tại mình sống bằng cái gì cô? Trời ơi, giờ sinh hoạt thì đâu có cái nghề gì đâu, thì tới mùa rồi là đi làm mướn làm thuê vậy đó. Mà thường ngày có ai giúp đỡ gì không cho mình không? Thì lâu lâu vậy là cũng có những nhà hảo tâm ta lại cái người ta cho gạo đường sữa vậy đó. Dạ. Lâu lâu mới có chứ không có thường. Dạ. Thôi cô ngồi thẳng vậy em cháu. Dạ. Cái ngôi nhà mình có mình cất hay là cha mẹ cất hay là ai cất cô? Dạ, của nhà nước cho được 20 triệu, rồi dân nó thấy hoàn cảnh khổ vậy nè. Yeah. Lúc giông gió quá đó rồi nhà mấy gom góp lại cho các cái nhà được nó vững chắc như vậy để cho mấy người này ở. Yeah, yeah. Cho nó không 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 sợ là giông bão này nọ đâu. Yeah, yeah. Cái nhà này làm lâu chưa cô? Lâu rồi. Nhà yeah. Này làm nó cũng 9-10 năm vậy. Yeah. Thì nứt rồi đó. Dạ, nứt hết trơn rồi. À, cũng đăng được cái nền cao gì cũng quý rồi. Dạ, hồi đó cha mẹ còn sống, hồi mà cha mẹ còn sống thì múc hai cái đèo bên đây nó nâng lên được như vậy, nhưng mà dạ. Năm 2000 cũng ngập. Dạ cũng ngập luôn. Dạ năm 2000 cũng ngập luôn á. Dạ, lại giờ ông bà mất lâu chưa hả cô? À, ông già mất đây 16-17 năm rồi, còn bà già mới mất đây chừng 10 năm. Ủa như vậy là cô
Cô trước giờ có gia đình không? Có gia đình. Rồi cha mẹ già thì mấy thấy mấy anh mấy chị vậy nè, hoàn cảnh khổ vậy đó. Dạ. Thì mình không thể mình sống với bên chồng được thôi, dạ. Mình chia tay về đang phụ cha mẹ lo mấy anh, mấy chị. Hy sinh hạnh phúc luôn. Chứ giờ gia đình mà cha mẹ anh chị, cha mẹ thì già hết mà anh chị như vậy nữa rồi cha mẹ sao làm phụ nổi. Thôi giờ kệ mình hy sinh cho đời mình đi rồi cho mấy anh mấy chị sau này nếu mà có mà trở thành cái kiếp khác là thành người nữa chắc có lẽ là cũng phải được hưởng phước chứ như vậy hoài. Rồi như vậy cô có con không? Dạ có chú. Rồi con chú là con cô ở với ai? Bây giờ tôi có ba đứa con, nó có gia đình tự lập hết trơn rồi, giờ nó đi lên thành phố nó đi mừng mướn cho nó, tại mình không có ruộng nó lại đi mừng mướn. Chứ không có theo ba ha? Không theo ba, nó cũng theo tụi tôi hết. Dạ. Con có thường về thăm cô không? Cô này là cô cũng có. Thứ tư à? Dạ cô thứ tư. Về thăm nhưng mà cô, trời ơi, chú ơi, bị mình không có ruộng đất, nó lên thành phố khỏe mà thằng cứ hai con mà con nuôi rồi. Không làm sao mà có ông phụ cho mình. Năm nay cô nhiêu tuổi? Cô tên gì cô biết không? Cân Sâm. Tên Sâm không cô? Dạ tên Sâm. Tên Sâm mà cô biết ba cô bao nhiêu tuổi không? Không biết. À, như vậy là lúc mà cô về gia đình là cũng chia tay chính thức với ông xã luôn. Dạ, chia này ba mấy năm rồi. Dạ, rồi khi cô về đây là giai đoạn đó là ông bà còn sống không? Còn, hồi mình về là còn sống chứ. Lúc đó ông bà mấy mươi ha, lúc đó chắc cũng già hả cô? Cũng già rồi. Dạ, thấy ông bà yếu quá rồi mới dạ, về đó dạ, ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Vậy là cô hỏi thăm cô cái ha, sau khi mà bắt đầu chia tay cùng với mà già, gia đình bên chồng cô thì về đây mình gồng gánh trong cái gia đình này để nuôi anh chị em là bao nhiêu năm rồi cô? Nay cũng lâu lắm rồi, nay cũng mấy chục năm rồi à. Dạ dữ vậy hả? À tại vì coi như hồi mình thấy là coi như cha mẹ già mà làm cũng không nổi rồi là mình thôi là thằng Út á nó mới có 2 tháng à. Mà giờ nay nó 38 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Mấy chục năm. À bởi vậy. Cho nên tới giờ thôi thì rồi những người mà bệnh rồi cô. Dạ. Có đi đâu không? Có cái ông đó đó đi vòng là chơi ở sớm làng vậy đó rồi đi chứ vậy cô đó. Không có đi đâu xa ha? Không có đi đâu xa hết, nhưng mà con cái là đi chơi sáng là mở mắt ra là đi cho tới dạ. Tới 9-10 giờ tới giờ cơm cái về ăn rồi cái đi nữa. Chứ nói ngay thì cũng đỡ con cái là không phá phách dạ. Gì ai hết trơn á. Dạ cũng là, hiền hả cô? Dạ cũng hiền, cũng không có ấy, cũng như tiền bạc cũng không ăn cắp ăn kêu gì của ai á. Dạ. Cũng đỡ cái chỗ đó chứ nếu mà như vậy hết mà ăn cắp ăn kêu nữa tôi như lại đó. Cô biết không có đi xa, nếu mà đi xa là cô mệt. Đúng rồi, đi cô xa phải là mình kiếm không biết đường dạ, đông người dạ, mà, dạ. Đông người mà chịu đi cái là cô lo không xể. Nói cho cô cho đúng ra cũng biết nghe chú mình dạ. Cũng như mình rầy mình nói là đi lạc là mất tiêu là bỏ luôn dạ. Không còn gì hết trơn, cũng như mình hâm vậy đó dạ, hâm như dạ, dạ. Vậy cho nên không dám đi chứ không phải dạ. Là không đi dạ. Hâm vậy là không dám đi dạ. Chú khỏe không chú khỏe không? Như vậy trong nhà mấy thành viên này có ai còn được cái nhận thức tốt không cô? Không chú ơi, không có ai hết. Ai cũng vậy hết. À bởi vậy cho nên mình tôi giờ tôi mới phải hy sinh đời mình đặng mà lo chứ thôi sao giờ. Như vậy cô thường thường hàng ngày cô đi làm thuê như vậy là một ngày tìm khoảng được kiếm khoảng được bao nhiêu tiền? Nếu mà làm theo ăn tiếng thì mình làm 5 tiếng thì có 100 mấy hả? 5 tiếng trăm mấy có 20 ngàn tiếng hả? Dạ làm cái gì vậy cô, công việc có lại gì? Như mình dọn dẹp nhà cửa người ta lau chùi rồi ví dụ như tới mình mà dặm lúa thì mình đi dặm lúa thì ngày được 150. Dạ. Tại vì cũng như là nó tới 25 ngàn tiếng. Dạ. Thì mình làm ngày theo người ta thì được 150. Mà nói ngay rồi làm cũng không có nhiều chú, bị mình vô viện rồi đâu có làm gì đâu được nhiều đâu. Dạ. Vài ba bữa cái hết à. Như vậy mình đâu có đủ sống dạ, hay không? Dạ không có chưa, chú ơi, không có đủ trang trải gì hết trơn, nhưng mà giờ tới đâu hay tới đó. Như vậy ăn đủ không? Ăn thì thiếu, nhưng ăn mà đi xin. Dạ, tôi về quê nội á. Dạ. Là theo năn nỉ xin mấy cờ chú mấy thím đồ đó. Dạ. Với mấy em đồ năn nỉ xin. Giờ hoàn cảnh khổ quá thôi, giờ cha mẹ chết hết rồi, giờ cũng gắng phụ con mà nuôi giùm mấy anh em con chứ giờ dạ. Sao. Dạ, giờ có về cho người cũng có người cho được chục ký 20 ký vậy đó, là nhưng mà lâu lâu mình mới về chứ không dạ. Có về hoài xin được. Xin gạo ha. Dạ. Chứ làm sao mà người ta cho mình dạ, hàng dạ. Tháng được dạ. Thì nói vậy mình tại vì người ta cũng có gia đình của người ta. Như vậy rồi cái phần tiền để mua đồ ăn uống mình như thế nào cô? Hiếm lắm mà chú, cũng như giờ là coi như nhà có gì ăn mấy thôi.
lâu lâu rồi ví dụ như có làm được thì có tiền đi mua cá mua mắm, còn không là cứ đâm muối ớt rồi nước mắm ha, hoặc là cái gì đó lại ăn thôi chứ còn. Tiền ơi đau lòng dữ vậy. Bởi vì khổ, nó khổ chỗ vậy. Tại vì là giờ... sáng giờ cô chú ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Dạ. Dạ. Cũng như hôm qua nhà kế bên đó đó có đám giỗ rồi cho được mấy cục thịt kho đó, rồi sáng giờ là ăn đó. Bao nhiêu thành viên của gia đình mình đây thì một bữa ăn như vậy ăn khoảng bao nhiêu gạo cô ha? 2 lít. 2 lít. Một bữa ăn 2 lít. Dạ. À, nãy cái coi 2, 4, 6 người hả cô? 6 người. Dạ. Cái dạ. Cái ông ăn, ăn được vậy cũng tốt rồi đó. Cái ông chú nằm võng nó biết nói chuyện không cô? Nó hồi đó nó cũng biết nói chuyện chú, mà nay là mấy chục năm nay rồi nó nói chuyện ở trong họng không chứ nó không có nói chuyện hả không ra ngoài như mình. Chỉ ví dụ giờ chú hỏi là gì cái ăn rồi chưa vậy cái nó nó nói vậy thôi à chứ còn hồi nãy con hỏi là chứ đó. Vậy đó chứ không có rồi, nói mà mình nói chuyện thì nghe ha. Nghe, mình nói dạ, chuyện thì nghe nhưng nói. Mà vậy đó. Cô cho con hỏi cái tên cô là nguyên danh là sao? Võ Thị Ký. Võ Thị Ký. Dạ. 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 Thì như vậy các thành viên trong gia đình mình có thể tự sinh hoạt cho bản thân, lo cho bản thân mình được không cô? Có được 2-3 người, còn 2 người thì tôi phải phụ nhiều dắt dẫn đi tâm rồi. Là 2 người nào không làm được? Anh thứ thứ ba với bà chị thứ tư là bị bà bị tiểu đường rồi biến chứng đó. Là chú mặc áo xanh bên đây. Dạ. Với bà cô bên đây, cô đây thứ mấy cô? Thứ tư. Cô này bị tiểu đường. Tiểu đường rồi qua giờ biến chứng là tay biến nhẹ. Cô ơi, cô cho cháu hỏi coi cô tên gì hắn cô hen? Tên Trâm. Dạ, cô thứ mấy cô nhớ không? Thứ tư. Thứ tư. Cô khỏe không? Khỏe. Khỏe hen. Dạ. Không thấy ông cô này thứ ăn uống được hen cô hen? Dạ. Ăn uống được, ăn uống được. Dạ. Được không? Nói kỹ cho người ta. Ăn được hen, dạ. Được. Ông chú này thứ hai. Có đồ ăn ngon ăn không cô? Khỏe hơn. Đồ ăn ăn, ăn, ăn sáng được. Là chạy xe vậy nè, tập thể dục kiểu như tập thể dục vậy đó, đi xa xa vậy rồi trở về thấy cũng còn là được ở chỗ đó. Mấy chú thứ hai 70 tuổi rồi đó, thấy cũng được là mà còn mảnh giỏi vậy là mừng rồi. Hàng ngày mình có đồ ăn ngon ăn không cô? Có đồ ăn. Không dính hả? Có đồ ăn thì ăn cũng ngon. Dạ. Nói chung là nhận thức cũng không được rõ lắm. Đúng rồi. Để chú con kéo rồi cho. Như vậy rồi nếu mà mấy ngày không có đồ ăn là phải ăn uống muối ớt, muối tiêu gì đó hả? Ăn thắt thường á. Chuyện đó cơ. Tôi phải rang muối, đâm muối ớt rồi để dành trong hũ, trong keo sẵn vậy đó rồi ăn. Chứ giờ mình... Ở xóm này người ta không có cho gì không cô? Thì lâu lâu người ta cũng có cho thôi. Dạ. Chứ nói chung người ta có dư người ta cho. Nó cũng có cái giới hạn. Dạ đúng rồi, dạ. Nó vậy đó. Nói chung người ta cũng lo cho gia đình ta. Người ta cũng lo cho gia đình, nhưng mà người ta cũng có giúp mình cũng là phần nhiều. Cũng như lâu lâu vài ba bữa cái người ta cũng... Mà người ta cũng cho cá hoặc là người ta đi sâu đi xịt gì đó. Có cá có mắm là người ta cũng cho vậy thôi. Dạ. Trời ơi, hoàn cảnh mình đáng thương quá, khổ quá vậy. Lớn tuổi hết trơn. Người Úc á. Nói mà cũng không có nhận thức được như mình. Hỏi là ví dụ như hỏi thì nói mà có khi cũng nó bậy vậy đó. Dạ dạ, để con lại câu hỏi. Lại hỏi. Tất cả là đều là bẩm sinh từ nhỏ hả cô? Bẩm sinh từ nhỏ. Vậy là vậy, ông bà ngày xưa lo cho gia đình cũng khổ dữ lắm. Lắm chú ơi. Dạ. Ông bà bệnh mà đến nỗi mà không có tiền trị bệnh đi hết, đã chết, đã lên máu quá bất ngờ. Là ông lão mất năm bao nhiêu tuổi cô ha? 79 tuổi. 79 tuổi. Dạ. Là bị lên máu rồi chết tại nhà luôn hả? Dạ, chết tại nhà luôn. Giờ nào cũng tay chân bình thường là lặn hết, chỉ có thằng con cái thằng kinh là bình thường thôi. Với không biết thôi. Dạ. Chứ còn cũng rất may còn có mình cô là còn biết nhận thức, cho nên là mới nuôi được người này thôi chứ dạ, dạ. Cũng nói cho đúng là cũng trời thương rồi cho tôi được mạnh giỏi về mà tôi gánh vác chứ nếu mà không có là ai đâu. Đúng rồi là nói vậy. Chú ơi, chú cho cháu hỏi chú thứ mấy? Thứ hai hả? Phải không cô? Thứ hai. Chú cho cháu biết tên được không chú? Chú cho cháu biết tên được không? Dạ. Chú tên gì? Chú nói tên gì cô chú nói rõ không? Chú có nghe không rõ. Tên gì nói nha. Kiệp cái gì? Hả? Kiệp cái gì? Kiệp. Tên Kiệp hả? Dạ. Kiệp chứ gì? Chú nói Kiệp chứ gì? Này, hồi nãy chú đi đâu đằng sớm vậy? Đi ra đã nói cho bà trên anh, bà trên anh chứ. Dạ, đi đâu? Dạ, bà trên. Này, chú nói hơi khó nghe quá. Nói rồi đi anh. Cả cái gì? Không nói cho bà trên. Hả? Không nói. Thùng mốt hả? Cái đám giỗ bên đó người ta mượn đi trả dùng. Dạ. Yeah. Thùng mốt. Dạ thùng mốt. Thôi cũng đi làm phước hen. Kéo lên được phải không? Nãy giờ thấy mặn hoài luôn mà trời ơi. Kéo đó hả? Cái này là kéo vô đây nè. Tưởng đâu rồi nãy giờ chơi gì không chứ? Dạ vòi sưng hả? Trời ơi sao sưng dữ vậy?
Đúng rồi. Ồ, bị sưng dữ vậy cô, sao bị sao vậy? Nước làm kiểu như nước ăn vậy đó. Hôm nay là tôi ra là đỡ rồi đó, chứ thôi giờ có lỗi nước không mà nước ăn? Có lỗi nước mới ăn chứ. Không có lỗi nước, nhưng mà chú ơi, một chút là tắm, chút là tắm. Vậy đó không hả? Phải như mình tắm vô rồi vừa mặc áo xong là coi như đi ra cởi ra đi tắm nữa vậy. Vậy đó hả? Hoài vậy đó. Nực quá hay sao chú? Nực hả? Nực cho nên tắm hoài hả? Ở đây nhờ cái nhà mình cao cũng đỡ, cũng gió mát. Nửa đêm giờ, nửa đêm ngủ chút xíu chưa, chung ra hay thức ra là tắm, thức giờ nào tắm giờ nấy luôn vậy. Dạ. Mà lạnh gần chết luôn vậy mà cũng vậy đó. Cái nhà mình có được một cái cửa này thôi, mấy kia không có cửa hả cô? Dạ. Sao có cửa được? Nếu mà nhà có cửa sao, sao quản lý nổi được? Cái nhà này, theo lời cô kể thì đây là một căn nhà tình thương của nhà nước. Dạ. Nhà nước cho 20 triệu. À, cách đây bao nhiêu năm rồi cô? 10 năm rồi á. 10 năm. À, cô nói cách đây là 10 năm là nhà nước hỗ trợ cho 20 triệu để cất căn nhà này, và cộng với số tiền của dân ở xóm này thấy thương hoàn cảnh rồi cũng cho thêm vô và để cất được căn nhà. À, đây là căn nhà tình thương. Chào chú. Chú thứ mấy chú? Chú thứ mấy? Chú thứ mấy? Chú nhớ thứ không? Không nhớ. Chú tên gì? Thứ bảy. Thứ bảy hả? Ừ. Rồi chú tên gì? Chú không nhớ hả chú cô? Không nhớ. Dạ. Chú khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Dạ, thôi khỏe cũng được rồi. Dạ. Bây giờ cô dẫn mình đi tham quan nhà. Đây là cái chỗ nấu ăn nha. Chỗ nấu ăn với chỗ ông mấy người ngủ ra. À, và ngủ trên cái một cái giường xi măng này. Bước vô đây nóng dữ luôn. Nóng quá sức luôn tại vì. Trước mắt đây nóng dữ thiệt. Ừ. Có cho vậy đó. Dở cái nồi mình hơi cái gì ha. Cộng đồng bà con coi nhé. Để chứ. Cái thò. Cái tôi được mua cho các bạn. Các kho này là kho ai kho cô? Ai đằng đám người ta ấy giờ người ta cho về kho lại. Mình có nhà vệ sinh trong nhà không cô? Không chú, mình có làm ra ngoài sau thôi chứ trong nhà chứ đó hả? Thì phải được cái nhà vệ sinh trong nhà thì nó tốt hơn. Dạ đúng rồi, tại vì giờ bệnh đau vậy đó giờ gì. Có điều kiện à. Rồi cái nhà vệ sinh ở ngoài đi đứng văn thêm hôm cũng khó ha. Đó vậy. Ở ngoài đó đấy ha. Dạ. Dạ. Mình cũng có chùm củi ha. Để mình đi ra đây cho mọi người xem cái không gian bên ngoài. Cái nhà vệ sinh nằm ở bên ngoài nên là bệnh hoạn mà nó như vậy thì nó cũng hơi khó, nhưng mà vậy cũng quý rồi. Nhà này lúc trước có được cũng quý heo hả? À, lúc trước tôi vay tiền của nhà nước được 20 triệu là hộ nghèo á, tôi vay vay cái tôi nuôi nó lỗ 60 triệu rồi tôi đất ơi, vay tiền nuôi mà lỗ nữa. À, tại vì hồi lúc mà dịch bệnh châu Phi đó. Dạ. Trời ơi nó chết hết rồi. Rồi sao xui dữ vậy? Vay 20 mà lỗ 40 thành 60 thôi, tới giờ cũng không nuôi nữa. Trời ơi, rồi sao cô giải quyết số tiền đó? Thì giờ còn mắc nợ nhà nước mà 20 triệu. Chèn. Là không gầy thiếu 40 hả mà trả được phân số hả? Mà coi như bằng từ là coi như gom là trả cho mấy chị em ta mua thức ăn giùm á. Dạ. Rồi gửi trả hết rồi giờ còn cái ngân hàng là 20 triệu đó. Dạ. Mà nó đòi là coi như tháng 3 này phải trả cho 15 triệu. Dạ. Giờ mình cũng không biết sao mà có khả năng để mà trả. Đây là cái không gian nhà bếp của gia đình. Ở đây cũng có được mấy cái ổ gà. Thấy mấy cái ổ gà này nhớ hồi nhỏ sống ở gia đình quá. Đây, mấy ổ gà dễ thương quá. Mình có nuôi mấy con gà hả cô? Cô đi mất tiêu rồi. Có mấy ổ gà dễ thương quá. Nhờ nó ổ gà nó có gà cà con bán đi chợ. Mình cũng thuốc luôn ra những cái đồ dùng. Dạ, hỏi là nhà mình có nuôi gà hả cô? Dạ. Dạ. Nó đi ăn nghe, thà mua nuôi Thái Lan nghe. Giờ trong vườn nhờ mấy cái ổ gà vậy nó nuôi. Dạ. Nó lớn lên được bao. Này cũng có cái này chắc cũng để ăn hả cô hả? Ừ. Cái này mình cũng để ăn hả cô? Không có nuôi giờ cũng như mình đặt lớn lên rồi mình cũng phải bán chứ đâu có ăn. Dạ. Này, lúc mấy lúc không có đồ ăn không ăn ha? Không, nói cho đúng ra là không cho ăn. Không cho ăn luôn. Không cho ăn tại vì mình để cũng như mình nuôi đang mình dày dựng ha, có bán. Lấy tiền ha. Dạ dạ, lấy tiền mua gạo sinh sống ha. Dạ. Theo lời của cô Năm thì mỗi người ngủ cho một cái giường. Ở đây là giường của anh thứ hai. Mỗi người một cái giường. Ở đây cái giường của một người khác. Ở trong đó thì cái không gian đó cũng mỗi người ngủ một mùng. Mỗi người ngủ riêng.
Ở đây thì nhà cửa không có cửa nẻo gì hết, chỉ có được cái nhà trên là có cái cửa sắt do lúc mà nhà nước người ta tặng nhà đó, có cho tiền làm nhà đó thì có được cái cửa đó. Tất cả các cửa còn lại đều không có cửa, chỉ có một cái khoảng trống của chừa để làm cửa thôi, nhưng mà không có chỗ nào có cửa hết. Ở trong đây thì cũng có mấy được hai cái phòng để cho bà cô, một cô thứ tư hay gì đó, nãy hình như cô đó thứ tư ngủ, và một phòng của người khác. Dạ thì nãy giờ con và anh Phương cùng bạn Tính đến tìm hiểu gia đình mình. Dạ. Nhưng mà mấy ngày qua thì con chỉ nghe cái thông tin sơ sơ thôi, chứ con chưa có nắm kỹ về cái hoàn cảnh mình. Dạ. Thì hôm nay ba chúng con đến đây, con mới chứng kiến hoàn cảnh mình rất là khổ. Dạ. Trong gia đình 6 người mà hết 5 người bị tâm thần. Cô là gia đình, cô là lao động chính phải lo cho cô chú này nữa. Và công việc hàng ngày thì cô đi làm thuê. Dạ, rồi ai muốn gì làm nấy, thì nói chung là chỉ xây sở được chút đỉnh thôi, chứ làm sao mà lo cho những người này mà nổi hết. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Thì con có những mạnh thường quân gửi tiền con để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Dạ, con gửi cô 1 triệu. Dạ. 1 triệu này là của anh Long và chị Anna, tiệm vàng ở bên Mỹ. Dạ. Gửi cô để cô mua đồ ăn cho mấy cô chú hả cô? Dạ, dạ. Dạ. Dạ thôi, tôi xin đại diện với gia đình là cảm ơn hai mạnh thường ở bên nước ngoài. Dạ. Với cảm ơn mà mấy chú có động lực để giúp đỡ gia đình này. Dạ. Dạ, đây là một chai dầu. Chai dầu này cũng rất là cần thiết đối với những cô chú này cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Chai dầu này thì ở bên Mỹ, ở của chị Phụng Xu ở bên Mỹ gửi. Dạ. Dạ, để cô cho cô chú lúc bệnh viện nha. Dạ, tôi cũng đại diện cảm ơn. Dạ, dạ. Thì hôm nay con cũng nhờ của anh Phương với Kha biết được cái hoàn cảnh của gia đình cô. Dạ. Mới rủ con đi con mới biết. Dạ. Con cũng biết cô, dạ. Cô trước tiên cô, con xin cô cung cấp cái địa chỉ cho mọi người được biết để ai có lòng hảo tâm có thể đến trực tiếp gia đình giúp cho gia đình cô. Dạ. Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Ở đây mình có số nhà không cô ha? Dạ không, ở trong đập này không có số nhà. Dạ. Thì nếu mà ấy số điện thoại thì dạ cô đọc số điện thoại luôn. 0966 808 359. Dạ. Thì mọi người có thể đến trực tiếp ở đây để gặp cái gia đình của cô để đồng cảm với cái hoàn cảnh khó khăn và để giúp đỡ cho gia đình cô nếu như có quý vị có lòng có tâm. Dạ. Thì cô vừa đọc số điện thoại và địa chỉ, mọi người có thể tìm đến ha. Dạ. Và con cũng có được một chút ít để cái này là tấm lòng thôi, của ít lòng nhiều hả cô. Dạ, ha thôi. Gửi cô. Dạ. Chia sẻ với cái gia đình để có thể mua gạo mua đồ ăn gì đó để dùng. Dạ. Thôi giờ đại diện với gia đình hết là cảm ơn ba chú hết luôn. Dạ, nhiệt dạ. tình để mà đến gia đình nhà mà đặng quay giúp đỡ vậy là quá mà hãnh diện và mừng lắm rồi. Thì sau khi con về con đăng cái video này lên trên YouTube và Facebook. Dạ. Con nhờ cái cộng đồng mạng cùng chung tay giúp cho cái hoàn cảnh của gia đình cô. Dạ. Nếu như mà có ai đó mà gửi tiền hoặc gửi vật thực gì đó, dạ. thì con sẽ mang đến cho gia đình. Dạ. Dạ. Thôi giờ con xin phép về. Dạ, chúc cho gia đình mình nhiều sức khỏe ha. Ừ, dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Rồi cô cũng cố gắng. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ. Nói gì chứ kể cho người ta tự nhiên. Cô quá nghị lực luôn. Dạ dạ. Cũng cần ngợi tinh thần của cô. Dạ. Con cũng muốn góp phần nhỏ để cho cô có tiền mua đồ ăn cho mấy cô chú con ha. Dạ thôi. Rồi con chở quà nhỏ nhỏ ha. Dạ dạ. Con nhận cho con nghe. Dạ dạ. Rồi con xin phép chào mấy chú nha. Chào cô. Dạ chào. Nó thu hút hả? Ở đây hồi nãy thấy có mà. Dạ. Thôi con chào chú con về nha. Rồi chào cả gia đình. Chúc sức khỏe tất cả.